Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, ban hành đầy đủ các nội dung được quy định chi tiết trong luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 tới đây. Tính đến nay, Chính phủ đã ban hành 10 nghị định, 1 nghị quyết và 5 thông tư. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố vẫn chưa ban hành đầy đủ các nội dung được giao trong luật và các nghị định. Đặc biệt, một số tỉnh, thành phố chưa ban hành được một nội dung nào để quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật đất đai. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần sớm đánh giá nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra việc ban hành chậm, đồng thời tập trung ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật đất đai và các nghị định hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Bên cạnh đó, cần kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký Đất đai, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, xây dựng cơ sở dữ liệu, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, sớm giải quyết các vướng mắc, không để xảy ra ách tắc, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Cũng liên quan đến dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh vào giai đoạn 1 của dự án, cũng như điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án đến năm 2026. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất điều chỉnh chủ trương cho phép Chính phủ được quyết định đầu tư với từng giai đoạn của dự án mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.